Xin chào anh em, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục ngoi lên để cập nhật cho anh em ba cái gift code mới cực kỳ xịn sò con bò anh em nhé. À ba, ok, ba cái gift code mới anh em nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ mở thư lên và mình nhận nhanh luôn. Đây không phải là gift code mới đâu anh em ạ. Đây là những cái phần thưởng mà mình chăm chỉ cái cuốc một số những cái nhiệm vụ thông thạo anh em ơi. Cái gift code đầu tiên là gift code tuần anh em nhá. Cái này anh em nào mà để ý thì đã nhập luôn từ thứ hai rồi, nhưng nếu như anh em nào mà chưa nhập giống như mình thì có thể nhập luôn anh em nhá. GDEI dài NGVF975Q6. Ok, đổi qua luôn anh em ơi. Nhưng mà chưa hết anh em ạ, bởi vì ngày hôm nay chúng ta có một cái code rất chi là ngon lành cành đào, đó chính là fanpage Huyền Thoại Hải Tặc đã đạt được 600k follow. Ôi dồi ôi, thực sự luôn. Và đây là cái gift code anh em nhá. JCD G4U EV5Z8NT. Ok, đổi qua luôn anh em ơi. Bây giờ thì mình sẽ mở thư lên và nhận thưởng anh em nhá. Ui. Anh em ơi, 2000 kim cương, 60 thùng bia. Wow, một cuốn trục L1 luôn, vai cả trưởng thật. Ngon lành cành đào anh em ạ. Thế này thì mình lại phải lụm luôn thôi anh em ơi. Với cuốn trục L1 này thì đố anh em biết mình sẽ lấy vị tướng nào anh em ơi. Ở thời điểm hiện tại thì ba Ptolemy của mình đã lên được 10 sao rồi anh em nhá. Và sau khi cày nhiệm vụ thông thạo cực kỳ là chăm chỉ luôn thì mình đã đạt đến cái vòng 14 của nhiệm vụ thông thạo ba Ptolemy rồi anh em ạ. Điều đấy đồng nghĩa với việc là ở trong túi đồ của mình bây giờ đang có 80 mảnh ba Ptolemy và mình sẽ ghép luôn được một em tướng anh em ơi. Và thiếu một em nữa thì chắc chắn ở trong cái cuốn trục L1 này mình sẽ sở hữu thêm một em ba Ptolemy nữa anh em nhá. Ôi, nhưng mình chợt nhớ ra, hình như ở trong cuốn trục L1 này mình còn có thể lấy thêm được em Lady Perona nữa cơ anh em ạ. Và thật tình cờ, em Lady Perona của mình cũng chỉ còn thiếu đúng một em nữa thôi là có thể nâng cấp em nó lên được 10 sao sau ba Ptolemy anh em nhá. Lúc đầu thì mình định lấy ba Ptolemy Wano đấy, nhưng mà chợt nhớ ra là cuốn trục L1 đã update Lady Perona, thế cho nên mình cũng sẽ lấy luôn Lady Perona và nâng cấp cho em nó lên 10 sao luôn anh em ơi. Tướng của mình đâu, hệ nhanh nhẹn Lady Perona. Và bây giờ thì mình sẽ nâng cấp cho em nó lên 10 sao anh em ơi. Nhưng mà lại thiếu một phôi 6 sao anh em ạ. Cái này thì cực kỳ là easy luôn, bởi vì hiện tại ở trong cái phần cửa hàng hóa đổi thuốc mình có tận 32.000 điểm cơ. Thế thì nó mua ngay một cái phôi 6 sao này nó quá là đơn giản đối với mình đi. Sau khi mua xong cái phôi 6 sao đấy, mình quay trở lại hệ nhanh nhẹn và chắc chắn là nâng cấp cho Lady Perona của mình lên 10 sao rồi anh em ơi. Lên luôn. Wow, lên được 10 sao cái là giới hạn cấp độ của em nó đã tăng được lên 250 anh em nhá. Và đây cũng là một cột mốc giúp cho vị tướng của mình tăng cấp được rất nhiều lực chiến này. Nâng cấp level xong thì mình vào nâng cấp cái trang bị đặc thù luôn, cứ all in vào máu anh em ạ. Bởi vì tướng hỗ trợ mà, càng nhiều máu càng tốt, sống lâu có thể gây được hiệu ứng nhiều là ok la anh em ơi. Sau đấy thì mình vào cho cái phần huyết tế và huyết tế bớt những vị tướng 1 sao, 2 sao, 3 sao, thậm chí là 4 sao, 5 sao. Nếu như mà có nhiều quá thì mình cũng sẽ huyết tế bớt trừ hai cái hệ hiếm ra anh em nhá, để có thể lấy thêm điểm. Tí nữa mình sẽ mua đồ trong cửa hàng hồn hải tặc anh em ạ. Huyết tế một lúc thì mình chợt nhớ ra là ối rồi, còn cái cốt thứ ba mình chưa cập nhật cho anh em đúng không? Nhưng mà cái cốt thứ ba ấy nó là một cái sự kiện là chúng ta tương tác đủ 20k ở trên cái bài viết trên fanpage chính thức của hải tặc đại chiến ấy, thì lúc đấy là chúng ta mới có thể là nhận được cốt anh em nhá. À đấy, hình như là còn thông tin về cái cốt thứ tư nữa cơ, là đạt 60k follow ở trên TikTok thì phải, là chúng ta cũng sẽ có thêm một cái cốt nữa đấy anh em ơi. Đợt này có rất là nhiều cốt để cho chúng ta chuẩn bị khi mà tướng mới sắp ra mắt. Ở trong túi đồ của mình thì còn rất là nhiều những cái mảnh tướng nữa, thì 3 sao 4 sao thì mình cũng sẽ ghép nốt anh em nhá. Ghép với mục đích là lấy thêm cái thành tựu này anh em này, được khá khá kim cương nha. Con số kim cương của mình bây giờ đã lên được 50k kim cương rồi. Thử thách tích lũy 100k kim cương của mình sắp hoàn thành rồi anh em nhá. Sau khi mà ghép mảnh xong thì mình lại tiếp tục vào để huyết tế để có thể là lấy cái điểm hồn hải tặc anh em ơi. Như vậy anh em có thể nhìn thấy lúc nãy ở trong túi đồ của mình có rất nhiều vị tướng 4 sao, nhưng mình đã ghép mảnh gần hết rồi anh em nhá. Chỉ còn lại mấy vị tướng 5 sao thôi, bởi vì mình nghi là tuần sau sẽ có sự kiện Big Mom và mình sẽ cần phải thu thập nhiều tướng 5 sao, thì lúc đấy chúng ta sẽ hoàn thành thêm một nhiệm vụ có thêm rất nhiều thùng bia, nên mình tích lũy lại những cái mảnh tướng 5 sao ở đây, sang tuần thì chúng ta sẽ ghép anh em nhá. Thực ra không phải sang tuần đâu mà thứ 6 tuần này rồi anh em ơi. Ui, thứ 6 tuần này mình sẽ có sự kiện Big Mom có tướng mới. Trời ơi, nghĩ đến thôi mà đã thấy háo hức rồi anh em ơi. Và sau khi ghép được rất nhiều vị tướng 4 sao, 3 sao các kiểu nữa thì mình cũng đã có thể luyện thêm được một số vị tướng 5 sao nữa anh em ạ. Đặc biệt là ở hai cái hệ hiếm thông minh và minh mẫn, mình cũng có thể hợp thành thêm được một số cái vị tướng nữa anh em nha. Ui, thành tựu có luôn này. Ôi ôi, 800 kim cương luôn mình hình chứ. Và sau một hồi huyết tế tướng các kiểu quân đà điểu thì mình cũng đã có 11.800 cái hồn hải tặc rồi. Bây giờ thì mình sẽ all in vào trong cái thùng bia này anh em nha. Nhưng mà với số hồn hải tặc ở thời điểm hiện tại, mình chỉ có thể mua thêm được 46 thùng bia nữa thôi anh em ạ. Với 46 thùng bia mình vừa mới thu thập được thì bây giờ mình đã có tổng số 422 thùng bia rồi anh em ơi. Mình chợt nhận thấy là trong túi đồ của mình có túi thú cưng SS này. Mở ra nhận thú cưng ngẫu nhiên thì mình sẽ mở luôn để mình xem nhận được có thú cưng gì đây. Ui, rồng lục à? Nhưng mà con rồng lục ấy tăng chủ nhân chẵn mới đau anh em ạ. Mình thấy cái hiệu ứng ngon nhất là khi một kẻ địch nằm xuống thì chủ sở hữu sẽ hồi lại 20% máu tối đa. Thế nhưng mà lại phải lên 5 sao thì bao giờ mới lên được 5 sao anh em ơi. Và 1280 cái dép Luffy thì mình sẽ all in vào trong cái vé đánh đấu trường anh em nhá. Để khi mà mở ra cái sự kiện đánh đấu trường, mình sẽ tiếp tục cày thông thạo anh em ạ.
Hôm nay đang trên đà hưng phấn bởi vì mình vừa nhập xong hai cốt cực kỳ ngon lành cái đà, thì mình sẽ vào làm luôn cái thử thách vực thẳm anh em nha. Trong lúc chờ đợi biết đâu đấy làm xong cái thử thách vực thẳm này thì lại vừa hay hai cái cốt sự kiện kia nó lại cũng hoàn thành luôn và game phát một phát luôn thì sao anh em ơi. Rồi, cứ tấn công một phát để xem lần này có hoàn thành được nhiệm vụ này 3 sao hay không anh em nha. Mình cũng chưa đọc xem là nhiệm vụ nó yêu cầu những cái gì này. Từ 2 sao luôn anh em ạ. Cứ nhận quà cái đã 200 kim cương rồi, ngon. Thế là mình đã lên được 51k kim cương rồi đấy anh em ơi. Mình sẽ cứ đánh một lượt để xem có thể là kiếm được bao nhiêu sao anh em nha. Ok, bỏ qua phát này nào, vẫn là giành chiến thắng thôi. Nhưng lần này chỉ là một sao anh em ạ, có 200 kim cương này. Có 3 thành viên cho đội hình dùng ít nhất kỹ năng độ 4 lần trong trận đấu. Ai à, hơi khoai anh em ạ. Tiếp tục tấn công phát này đi, xem là mấy sao đây. Hy vọng là 2 sao thì tốt quá anh em ơi. 43 triệu điểm sát thương mà 2 sao luôn đấy anh em. Yeah, ngon lành. Mình sẽ lượm thêm được 200 kim cương nữa. Và cái sao thứ hai là 20k nước mắt anh em ạ. Tiếp tục ải 1.4 thì mình chỉ nhận thêm được 1 sao và có 200 kim cương anh em nhá. Ải 1.5 thì như thế nào nào, đấu luôn anh em ơi. Hôm qua thì mình đã thấy một số anh em khoe trên group là đã vượt cái ải này cực kỳ dễ dàng luôn rồi. Full sao, kiếm được full phần thưởng luôn anh em nhá. Kinh quá trời luôn anh em ơi. Nhưng mà bởi vì để làm được cái nhiệm vụ vực thẳm đấy thì chúng ta cũng cần rất là nhiều những cái vị tướng chỉ định. Ui, lần đầu tiên là mình làm được phát luôn 3 sao này anh em này. Í, ngon lành. Và với 3 sao chắc chắn mình có thêm thùng bia nữa anh em ạ. 1.7 nghe chừng khá là khó khăn ở nhiệm vụ 3 sao với cả 2 sao anh em nhá. Chắc chỉ được 1 sao thôi, mình nghĩ là vậy. Ôi, 2 sao luôn này. Làm luôn được cái sao thứ 3 luôn anh em ạ. Ôi, tuyệt vời quá nhỉ. Có 200 kim cương và 4 thùng bia. Ok là đấy chứ. Sau khi mình spam cái đội hình mạnh nhất của mình đi vực thẳm ấy thì trộm vía là mình đã vừa được 20 cái ải này rồi anh em nhá. Chả thua phát nào. Nhưng mà cái số sao mình nhận được chỉ có 29 sao trên 60 sao thôi anh em ạ. Số kim cương ở thời điểm hiện tại của mình đã nâng lên 54.800 rồi anh em ơi. Lúc này với 29 sao thì mình chỉ nhận được 4 ô quả anh em nhá. Ai à, càng thế nhở. Mình sẽ lấy 3.000 bụi này. Ở đây thì mình sẽ lấy 20 thùng bia này. Tiếp tục ở đây mình lấy 40 xu này. Ở đây thì mình sẽ lấy 40 cốc bia vàng này anh em ơi. Và mình sẽ cố gắng để mở thêm những ô quả ở đây anh em ơi. Ải số 2, chiến thắng với 3 thành viên hệ thông minh nghe vẻ là dễ này anh em này. Mình vứt luôn Kaido này, Oden với cả em Uta vào nữa để đủ 3 em ở trên hệ thông minh thôi. Còn lại thì mấy vị tướng kia của mình chắc là cân được thôi anh em ạ. Đấy, 140 triệu điểm sát thương. Và mình có thêm được 1 sao nữa rồi anh em nhé. Tiếp tục ải số 4, 2 thành viên hệ bền bỉ và 2 thành viên hệ nhanh nhẹn. Cái này thì nó lại còn dễ hơn anh em nhá. Easy thôi anh em, chiến thắng là cái quan trọng nhất. Và bây giờ là mình nhận thêm được 1 sao nữa rồi anh em ơi. Có thêm 5 cái xúc sắc này anh em. Ở ải 1.8 thì mình thấy là chiến thắng ải mà không hy sinh quá không thành viên trong đội, tức là không thành viên là phải nằm xuống đúng không? Thế thì mình xếp lại đình một chút nha. Lúc nãy nghe chừng hơi sai sai một tí. Đây rồi, bây giờ thứ tự đúng thì chắc là sẽ có thể đạt được cái sao số 2 thì đơn giản thôi anh em ạ. Đúng không? Ô, ảo thật đấy. Ơ kìa, không biết thành viên nào trong đội hình của mình phải nằm xuống ấy nhỉ? Lần này thì sao đây? Vẫn chưa đạt được cái sao số 2 anh em ạ. Thế thì mình sẽ chuyển sang ải 1.9 luôn anh em nhé. 3 thành viên hệ sinh khí, 3 thành viên hệ minh mẫn thì cũng đơn giản thôi. À nhưng mà cũng không đơn giản đâu anh em ạ. Không biết là có thắng được cái ải này hay không. Bịt ngay là thua mà. Nghe vẻ ải 10 dễ hơn này anh em này. 2 thành viên hệ bền bỉ và 2 thành viên hệ thông minh. Nhưng mà không hề dễ một tí nào anh em ạ. Bởi vì đội hình này của mình không đủ lực chiến để có thể chiến thắng được ải luôn anh em ạ. Ảo ma Canada thực sự luôn. Nên là mình đã bỏ sang ải số 12, chiến thắng ải mà không có thành viên hệ sinh khí và thông minh ở trong trận. Ôi cái này có vẻ đơn giản hơn rất rất nhiều anh em ạ. Mình sẽ bỏ Rob Lucy ra, cho vào đây là một số cái vị tướng mà mình mạnh sẵn rồi. Miễn không phải là sinh khí là được anh em ơi. Đây rồi, hy vọng rằng là đội hình này của mình có thể giành chiến thắng được anh em nhá. Ok, chiến thắng rồi, thêm được một sao nữa này anh em ơi. Trời ơi, vất vả như vậy sao. Với 600 cái viên đá mình vừa nhận được thì mình sẽ vào chế tác Ngọc Vega anh em ạ. Chế X10 phát để xem được viên gì ngon lành cái nào không. Ui dồi, đá thì mình cũng hết rồi này. Ui à, ở đây chỉ có hệ chỉ huy thôi này anh em ơi. Ê thôi, mình sẽ chế tạo X10 nhá, không cần phải dùng bùa viết gì cả. Ok, cố lên, cố lên. Trời, được một viên đá tím anh em ạ, nhưng mà là hệ kiếm sĩ. Tăng tốc độ và chặn, tăng khả năng hồi máu. Oh my god. Thôi thì mình sẽ trang bị nhanh cho Bartolomeo con nó, được thêm tí nào thì được anh em nhá. Tương tự như thế ở Lady Perona thì lại hết đá. Ôi giời ơi. Hôm nay thì mình nhận được free 2 cái xúc sắc nữa, nâng tổng số xúc sắc của mình lên 12 cái rồi, nhưng mà mình sẽ tích lũy lại để lần sau khi mà có sự kiện xúc sắc thì mình sẽ xả anh em nhá. Chứ còn ít xúc sắc quá xả thì nó cũng chẳng được cái gì cả anh em ơi. Ok, còn bây giờ thì anh em nhớ ấn đăng ký kênh, khi nào mà có gift code mới mình sẽ liên tục cập nhật cho anh em nhá.